Xin chào và chào mừng bạn đến với video lần này. Trước đây, chúng ta thấy cách tính toán dòng tiền tự do có vốn vay. Trong video này, chúng ta sẽ tiến thêm một bước và tính dòng tiền dòng thay đổi trong thực tế của công ty trong giai đoạn này dưới sự phân tích để quản lý dòng tiền tự do không có vốn vay và dòng tiền ròng. Chúng ta cần phải xem xét 4 khoản mục này: chi phí lãi vay, chênh lệch giữa thuế và thuế hoạt động, chênh lệch nợ tài chính và trả và chênh lệch vốn chủ sở hữu. Chúng ta hãy bắt đầu với chi phí lãi suất. Chúng ta chỉ phải liên kết với giá trị của nó trong năm 2012 và kết quả sẽ hiện ra. Để tính chênh lệch giữa thuế và thuế hoạt động, chúng ta cần bấm vào ô P&L, tức báo cáo lãi lỗ, và chọn số tiền thuế thực tế phải trả trong năm 2012 và trừ khoản mục thuế hoạt động theo lý thuyết. Và rồi chúng ta sẽ có kết quả là dòng tiền trong bảng tính. Điều này sẽ giảm thiểu sự chênh lệch thu được khi chúng ta xem xét các khoản thuế trên hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Mục thứ 3 là chênh lệch các khoản nợ tài chính. Như chúng ta có thể thấy từ cái tên, chúng ta đang nói về một khoản nợ. Do đó, chúng ta sẽ chọn bảng PS, tức bảng cân đối kế toán ở bên dưới, và lấy số liệu của năm 2012 trừ đi của năm 2011. Sự tăng lên của các khoản nợ từ năm này sang năm khác là kết quả tích cực cho thấy sự đổ vào của dòng tiền. Cuối cùng, chúng ta phải xem xét thay đổi vốn chủ sở hữu, trong đó có thể thanh toán cổ tức. Vốn cổ đông được tính bằng vốn đầu kỳ, cộng thu nhập dòng trong năm đó, cộng hoặc trừ đi các biến động vốn chủ sở hữu khác như thanh toán cổ tức hoặc trừ đi sự gia tăng vốn. Do đó, để tính toán dòng vốn chủ sở hữu cho năm 2012, chúng ta phải xem xét sự khác biệt giữa số tiền cuối kỳ của vốn chủ sở hữu năm 2012 và số tiền cuối kỳ của vốn chủ sở hữu năm 2011. Và cuối cùng là lấy thu nhập dòng năm 2012 trừ đi. Sau khi chúng ta đã xem xét tất cả các khoản mục và thu được kết quả dòng cho dòng tiền ròng, hãy kiểm tra sự vận động của dòng tiền ròng có tương ứng với các biến động quan sát được trong bảng cân đối kế toán hay không. Trong hai hàng bên dưới của bảng để tính ra dòng tiền, chúng ta có thể nhập số tiền đầu kỳ và cuối kỳ như tôi đang làm ở đây. Số tiền đầu kỳ là lượng tiền mặt có sẵn vào cuối kỳ tài chính trước đó. Trong trường hợp này, số tiền đầu kỳ năm 2012 sẽ là số tiền có sẵn ở cuối năm 2011. Chúng ta có thể liên kết với giá trị trong bảng PS để cân đối kế toán. Số tiền cuối kỳ sẽ được đưa ra bởi tổng của dòng tiền ròng trong kỳ tài chính và tiền đầu kỳ. Nếu chúng ta tính chính xác, số tiền này sẽ bằng với số tiền chúng ta có trong bảng cân đối kế toán. Hãy liên kết lượng tiền với bảng cân đối kế toán và kiểm tra một lần nữa. Có vẻ như chúng tôi đã tính đúng vì sự chênh lệch giữa hai số tiền bằng 0. Đây là cách chúng ta tính toán dòng tiền ròng trong một giai đoạn tài chính nhất định và cách chúng ta đảm bảo rằng công việc của chúng ta được thực hiện chính xác. Cảm ơn các bạn đã xem và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin hãy vui lòng góp ý cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube Cộng đồng Kinh doanh Saga cũng như like fanpage Cộng đồng Kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay những thông tin về những bài giảng hoàn toàn miễn phí khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.